quan điểm và cái mục tiêu phát triển nó thể hiện là cái khát vọng của Hưng Yên đặt mình trong một cái vùng đồng bằng sông Hồng của vùng Bắc Bộ, là vùng kinh tế trọng điểm, cả nước đang có những cái khởi động rất là mạnh, đang có cái đà rất là tốt, thì cái khát vọng này, này nó được phản ánh muốn vượt trước, không phải là cứ đi theo mãi mà là vượt trước cùng với vùng, nhưng mà vượt trước. Hưng Yên hiện nay mang bóng dáng, mang đà, mang thế của một cái cực tăng trưởng vùng. Quy hoạch lần này của tỉnh đã đặt ra rất nhiều những cái mục tiêu vừa lớn, vừa quan trọng, vừa đa chiều và vừa cả chung dài hạn cũng như là tầm nhìn xa hơn nữa. Theo cái hướng là thứ nhất để phát huy cái thế mạnh, cái lợi thế của tỉnh, nhất là về vị trí địa lý, về lịch sử, về văn hóa, về cái nền tảng phát triển. Cái thứ hai là cũng để nhằm khắc phục những cái bất lợi, những cái điểm yếu của tỉnh. Ví dụ về cơ sở hạ tầng, ví dụ về quỹ đất của chúng ta. Thứ ba là để tạo ra cái xung lực mới để thu hút đầu tư.